Rồi mặc cả luôn đi để trả lời luôn. Để trả lời chốt luôn. Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Ngày hôm nay 11 tháng 10, Khang Minh tiếp tục đón bác Tuấn bên bên Sơn La, bác Tuấn nhỉ? Sơn La. Bác về đây từ tối hôm qua cơ, và hôm nay bác xuống cùng với một người em của bác để bác sở hữu trên Khang Minh cái cặp SR4735A CG2. Cặp đó này từ sáng giờ các bác đã xem rồi và bây giờ là test trước khi Khang Minh chia tay đồ. Và bác Tuấn ủng hộ và mua sắm trên Khang Minh cái con Crown 2004, cái đời đầu. Cái đời này là nguồn vàng, toàn bộ 24 con sò vương miện và hai cái tụ Philip vương miện. Mọi người cùng xem cái con Crown của bác Khang Minh làm một cái video ngắn test âm đánh thẳng ra cặp loa 4735A CG2. Đẹp tầm cỡ 90/90%. Cái số CG đây bác Tuấn nhá. A253946. Trùng luôn cái tem nhôm ở đằng sau. Đúng không? A253946. Đó, điện dùng trong nội địa Mỹ 120V. Hai cái volume là maximum và cho nhỏ ở cái thiết bị đầu vào. Những cái chương trình làm video tiếp theo của các khách hàng thì Khang Minh sẽ lên dần dần. Các bác và quý anh em chậm một chút, mọi người thông cảm nhá. Bật cái máy này. Cho nhỏ trước đã, không mở lên nó giật mình. Bài này hay bác Tuấn ạ. Cái bài hái trộm hoa rừng này cũng hay. Rồi. Cặp này Khang Minh về mà chưa kịp lên sóng. Ôi chết, bấm nhầm. Bấm nhầm vào karaoke. Đấy. À, quý anh em thông cảm, Khang Minh bấm nhầm vào cái bài karaoke. Rồi. Em anh dối hờn lòng anh.
tìm về tặng em đóa hoa yêu. Đã bao lâu rồi cành hoa úa vàng mà ở đâu chưa tàn. Biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà dưới ta ngắn anh. Chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Cảnh xưa anh biết anh. Rồi Tiến ơi vào để ấy cho bác đi. Chiều nay kết mình cho thắp mẹ rồi. Đó là những cái sản phẩm đồ mỹ bãi hàng tuyển chọn Khang Minh tiếp tục cung cấp mà đi cho khách hàng. Và nhân tiện video, Khang Minh xin chân thành cảm ơn hai bác, cảm ơn chị nha, đã đi cái đường xá xa xôi rất là xa, mấy trăm cây, cỡ hơn 300 cây xuống Khang Minh để ủng hộ những cái món đồ này. Rồi Khang Minh xin hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp nha. Đóng vào đi để dán tem.